Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2021. Chi tiết, mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng đón xem. 1. Tử vi tuổi Tý từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Tý con đường tình duyên không được vượng sắc cho lắm. Mặc dù có Thái âm cát tinh ở bên hỗ trợ nhưng cũng chỉ giúp cho con giáp này không phạm thêm quá nhiều sai lầm mà thôi. Sẽ rất khó khăn để bản mệnh và người ấy có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc. Chông gai, thử thách xuất hiện mọi lúc mọi nơi và những lời phản đối từ phía gia đình có thể khiến cho nhiều người dần mệt mỏi mà từ bỏ tình yêu nếu tình cảm và nỗ lực của đôi bên không đủ lớn để vượt qua. Trong tuần này vận trình tài lộc của người tuổi Tý cũng không được ổn định cho lắm khi mà tiền vừa mới về nhà hôm trước thì hôm sau đã mất mát. Kiếp tài nhắc nhở con giáp này chớ nên tiêu xài phung phí mà cần phải biết tiết kiệm hơn, phòng trừ cho những trường hợp cấp bách sau này. Điểm sáng trong tuần này của bản mệnh có lẽ chính là ở vận trình công việc. Con giáp này sẽ đạt được những bước tiến khá quan trọng trong sự nghiệp của mình. Ấn quan kết hợp với nhau, giúp tuổi Tý có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và khẳng định vị thế. 2. Tử vi tuổi Sửu từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuổi Sửu tuần mới đang có điểm báo, phải trải qua một tuần không được nhàn nhã cho lắm khi dịch mã là động tinh đang tại mệnh, con giáp này có thể phải vất vả nhiều phần vì công việc. Điều này cũng dễ ảnh hưởng đến chuyện tình yêu đôi lứa của bản mệnh. Con giáp này không có nhiều thời gian dành cho người mình yêu và có thể khiến đối phương cảm thấy lạc lõng tủi thân vì không được quan tâm đúng như mong muốn. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên cân đối lại thời gian và tâm sự, chia sẻ khó khăn với người ấy nhiều hơn nếu không muốn mối quan hệ dần lạnh nhạt nhé. Đường công danh sự nghiệp trong tuần thăng trầm bất định, khi thuận lợi, lúc lại trắc trở. Thường thì thời điểm đầu tuần mọi sự sẽ suôn sẻ hơn, nếu có việc quan trọng thì người tuổi Sửu nên tiến hành ngay. Từ giữa tuần trở đi tiểu nhân thiên quan lộng hành, muốn làm như ý mình cũng khó khăn. Bù lại thì vận trình tài lộc của bản mệnh thời điểm này thực sự bùng nổ. Con giáp này có nguồn thu khá lớn từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau nên chẳng lo thiếu tiền tiêu. Từ giữa tuần, tài khí sẽ dần vượng sắc hơn, chính tài và thiên tài đều hiển hiện cho thấy thần tài đang ở bên hỗ trợ. 3. Tử vi tuổi Dần từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Tử vi hàng tuần dự báo tuổi Dần đang có được cơ hội khá tốt để bứt phá trên con đường tài lộc. Đầu tuần có các khí, tài khí vượng, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn, con giáp này nên tận dụng cơ hội khi thực thần mở lối. Càng về cuối tuần thì tài khí càng kém, kiếm tiền cũng không suôn sẻ nữa. Về phương diện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy chưa có nhiều biến chuyển so với trước đó. Có thể người tuổi Dần đang có nhiều dự định trong cuộc sống nên chưa đặt chuyện tình cảm lên hàng đầu, khiến cho đối phương cũng đôi phần do dự, lo lắng về mối quan hệ của mình. Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này trong tuần có khá nhiều biến động. Thương quan cảnh báo về việc bản mệnh đang để cho tinh thần mình xuống dốc, không thực sự tập trung vào nhiệm vụ được giao nên dễ nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối và mất nhiều thời gian, công sức để khắc phục. Cũng may có Thái Dương cát tinh trợ vận nên mọi chuyện dần suôn sẻ hơn vào thời điểm cuối tuần. Con giáp này nên lưu ý để tránh những bất đồng không đáng có trong công việc khi cùng hợp tác với đồng nghiệp hay đối tác nhé. Hãy cách lắng nghe và thỏa hiệp sẽ rất tốt cho bản mệnh đấy. 4. Tử vi tuổi Mão từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Tuổi Mão trong tuần mới này dễ cảm thấy bất an khi Thái Tuế ghé ngang. Đây là điểm báo cho thấy vận trình trong tuần có nhiều biến động, nhất là trong công việc, dễ nảy sinh biến cố khôn lường. Con giáp này cần phải hết sức thận trọng với mọi nhiệm vụ được giao để hạn chế tối đa vấn đề rắc rối. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải một số vấn đề về tiền bạc. Đầu tuần việc kiếm tiền dễ dàng hơn, thiên tài cho thấy người làm công ăn lương không có nhiều cơ may bằng người làm kinh doanh buôn bán. Từ giữa tuần trở đi dễ gặp phải khó khăn trắc trở, việc kiếm tiền cũng không suôn sẻ như vậy nữa. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Mão nên bình tĩnh để không mắc phải sai lầm. Đừng cho rằng im lặng là vàng, bởi đôi khi sự im lặng của con giáp này sẽ khiến cho đối phương cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Mối quan hệ vì thế mà rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Vận trình tuần này không được suôn sẻ như ý muốn khi mà thương quan đang gây ra những bất mãn trong tư tưởng của bản mệnh.
Con giáp này cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân đi thôi, không muốn dậm chân tại chỗ mãi thì chính mình cũng phải cố gắng lên. 5. Tử vi tuổi Thìn từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Tử vi hàng tuần cho thấy vận trình tình duyên của tuổi Thìn tuần này khá kém sắc, con giáp này khó khăn lắm mới có thể giữ gìn được hạnh phúc mình đang có trong tay. Cũng may Bách Việt Cát Tinh luôn ở bên nên hóa giải được bớt những mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Đường công danh sự nghiệp trong tuần không được suôn sẻ cho lắm. Cứ lúc hanh thông thì lại gặp phải khó khăn. Bản mệnh dễ bị tiểu nhân quấy nhiễu, thiên quan cho thấy tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, là bất cứ ai, nếu không cảnh giác thì có thể mắc bẫy kẻ xấu bụng kia ngay tức khắc. Điểm sáng trong tuần này của tuổi Thìn chính là vận trình tài lộc rực rỡ, hanh thông đến không ngờ. Người tuổi Thìn sẽ thấy tài vận khởi sắc hẳn lên từ thời điểm giữa tuần. Khi đó con giáp này làm gì cũng thuận lợi, thực thần sẽ giúp bản mệnh tận dụng được những lợi thế của mình để kiếm tiền về tay. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều cần sự nhạy bén, linh hoạt trong khoảng thời gian này. Có thể con giáp này sẽ cảm thấy căng thẳng và áp lực khi lúc nào cũng phải làm việc, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi nếu không muốn túi tiền cạn kiệt. 6. Tử vi tuổi Tỵ từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Tử vi con giáp nói rằng tuổi Tỵ trong khoảng thời gian này sẽ có được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Con giáp này có thể nhận được những lời tán tỉnh, tỏ tình, muốn làm quen từ người khác phái. Khả năng bản mệnh và người ấy có thể nên đôi thành lứa là rất lớn đấy. Tuy nhiên, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong tuần lại không được suôn sẻ như mong đợi nên có thể bản mệnh sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách khi mà thiên cầu hung tinh luôn rình rập, kẻ tiểu nhân sẵn sàng phá hoại cuộc sống của con giáp này bất cứ lúc nào. Đầu tuần là lúc mà mọi chuyện diễn ra có phần suôn sẻ và thuận lợi hơn, bản mệnh nên tận dụng khoảng thời gian này để có thể chiếm được ưu thế. Tuy nhiên thương quan sẽ khiến cho mọi sự trở nên khó khăn hơn vào thời điểm cuối tuần, con giáp này dễ gặp phải sai lầm không đáng có. Cũng may là nguồn thu nhập của bản mệnh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những biến động trong công việc. Cả thiên tài và chính tài đều xuất hiện cho thấy nếu con giáp này chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm thì chắc chắn không lo túng thiếu khi tiền tài đang ùn ùn kéo về nhà. 7. Tử vi tuổi Ngọ từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc về phương diện tài lộc. Vận trình vô cùng tươi sáng, vượng phát nên việc kiếm tiền của con giáp này vô cùng thuận lợi. Nhờ thế mà bản mệnh có thể sẽ đạt được nhiều thành công khi có thiên đức cát tinh ở bên nâng đỡ. Tuy nhiên, khi bước vào thời điểm cuối tuần thì tuổi Ngọ nên cố gắng kiềm chế thói quen mua sắm của mình, chớ nên vung tay quá chán. Hơn thế nữa, kiếp tài cảnh báo nguy cơ hao tiền tốn của nếu con giáp này không biết trân quý số tiền mình vất vả làm ra, tiền núi cũng sẽ đến lúc cạn kiệt mà thôi. Mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người ấy có thể có những bước nhảy vọt đáng ngưỡng mộ khi mà hai người quyết định tiến xa hơn, như về ra mắt hai bên gia đình hay lên kế hoạch để cưới hỏi, về chung một nhà. Người độc thân cũng cảm thấy hân hoan trong lòng khi có nhiều cơ hội tiếp xúc với đối tượng khác phái. Về phương diện sự nghiệp thì có lẽ con giáp sờ nê sẽ gặp nhiều khó khăn khi mới đầu tuần đã bị thiên quan chặn bước, những lời đồn thổi thị phi dễ khiến hình ảnh của bản mệnh trở nên xấu xí trong mắt mọi người và có thể bị cấp trên gạt bỏ khỏi danh sách được trao cơ hội thăng tiến trong thời gian tới. 8. Tử vi tuổi Mùi từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới này cho thấy, người tuổi Mùi tuần này dễ cảm thấy chán nản khi mà những cố gắng và nỗ lực bảo vệ, bày tỏ tình cảm của mình không được đối phương công nhận. Dù con giáp này tự thấy mình đã làm rất nhiều điều nhưng cũng chẳng thể nào khiến cho người ấy chấp nhận tình cảm của mình. Bạch hổ hung tinh nhắc nhở bản mệnh chớ nên vì thất tình mà làm chuyện dại dột, cũng cần phải tỉnh táo lại để tránh phạm phải sai lầm lớn mà ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của mình. Bên cạnh đó, con giáp này chớ nên uống rượu hay dùng chất kích thích mà còn lái xe tham gia giao thông. Vận trình công việc của bản mệnh không được ổn định. Nếu có dự định gì lớn thì tốt nhất những chú dê hãy tiến hành ngay vào thời điểm đầu tuần, khi có thiên ấn đứng bóng. Từ giữa tuần trở đi mọi chuyện sẽ diễn tiến khá khó lường, tuổi Mùi không dễ để kiểm soát được công việc. Đường tài lộc khá vượng, thần tài đang ở bên nên con giáp này không cần quá lo lắng. Có điều đừng quá sốt ruột khi mãi chưa thấy tiền về tay, bởi bắt đầu từ giữa tuần thì tài khí mới thực sự khởi sắc và bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành công khi có thiên tài mang về nhiều cơ hội để tuổi Mùi kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. 9. Tử vi tuổi Thân từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Vận trình tuần mới người tuổi Thân đang có những ngày hạnh phúc khi tình yêu có nhiều điểm thăng hạng.
Sau bao giông tố cuộc đời, con giáp này và người ấy cuối cùng cũng nhận ra đâu là người thực sự yêu thương mình, đâu là người mình nên gắn bó suốt cả cuộc đời này. Vận trình công danh sự nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ khi trong tuần có thiên quan án ngữ, song nhờ cát tinh nhiều lần chỉ lối dẫn đường nên cũng coi như gặp được quý nhân, bản mệnh dễ dàng tháo gỡ khó khăn mà tiến bước, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cấp trên. Chính ấn cho thấy nếu tuổi thân làm tốt việc của mình lại có năng lực thực sự thì chẳng lo không có cơ hội để thăng tiến. Con giáp này cần cố gắng để phát huy thế mạnh sẵn có, bởi bản mệnh là người có thực lực, nếu để uổng phí thời gian làm những công việc không xứng đáng thì quả là đáng tiếc. Các vấn đề tiền bạc trong tuần này cũng là một trong những chuyện khiến cho bản mệnh đau đầu. Con giáp này dễ bất cần mà làm mất tiền ngay từ thời điểm đầu tuần, bị kiếp tài làm cho mờ mắt mà không xem xét thiệt hơn. Nhưng nếu biết cố gắng để làm lại từ đầu thì cuối tuần vẫn được trời thương cho mà gỡ gạc lại được chút. 10. Tử vi tuổi Dậu từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng cát khí đang vượng, nhờ thế mà vận trình trong tuần của người tuổi Dậu cũng có nhiều điểm khởi sắc. Trước tiên là về phương diện tình duyên, con giáp này sẽ có được nhân duyên như ý, hạnh phúc ngập tràn khi tìm được một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Đường tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tiền bạc chủ yếu sẽ về tay vào thời điểm cuối tuần. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có nguồn thu nhập vượt trội hơn hẳn vào thời điểm này. Song không may ở chỗ thời điểm này có đại hao hung tinh chiếu mệnh nên dù kiếm được nhiều tiền nhưng chưa chắc đã giữ được tiền trong tay. Sẽ có những chuyện bất ngờ phát sinh, tốt hơn hết con giáp này nên biết phòng xa, có số tiền tiết kiệm để dự phòng cho những tình huống bất ngờ không dự đoán được, tránh rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Về phương diện sự nghiệp, nhìn chung bản mệnh biết cách sắp xếp công việc của mình ổn thỏa, khá độc lập và tự chủ chứ không dựa dẫm vào ai. Ấn quan kết hợp càng tăng thêm sức mạnh cho tuổi Dậu, nên nhân cơ hội tốt để tính thêm phương hướng phát triển cho tương lai. 11. Tử vi tuổi Tuất từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi cho thấy tuổi Tuất vào những ngày này hung vận khá lớn, khiến cho chuyện tình cảm lứa đôi có thể vì thế mà không được như ý. Người độc thân khó có thể tìm được nhân duyên cho mình khi có nhiều thế lực ngăn cản con giáp này làm theo điều trái tim mách bảo. Đối với các cặp đôi đang yêu hay đã kết hôn thì đây cũng là khoảng thời gian khó khăn khi mà có nhiều yếu tố khách quan tác động đến mối quan hệ giữa hai người. Bản mệnh và người ấy cần phải kiên trì và bền bỉ thì mới có thể nắm tay nhau đến cuối con đường, chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình. Đường tài lộc khá tốt, từ giữa tuần trở đi là lúc hái lộc về tay. Tiền bạc trong thời điểm này giúp cho bản mệnh không còn quá lo lắng, thực thần cho thấy túi tiền của tuổi Tuất khá rủng rỉnh. Dù tiểu hao hung tinh có làm suy xuyển chút ít nhưng cũng không phải là vấn đề lớn với con giáp đại gia này. Vận trình sự nguyệt y không được suôn sẻ cho lắm, song về cơ bản nếu quyết tâm thì vẫn có thể đảm bảo được mục tiêu của mình. Khó khăn là điều khó tránh khỏi, nhất là khi thương quan cho thấy con giáp này cũng có đôi khi nản lòng không muốn tiến bước, có thể vì thế mà lỡ chút thời cơ. 12. Tử vi tuổi Hợi từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021. Đường tình duyên không được suôn sẻ cho lắm, người tuổi Hợi được cảnh báo về nguy cơ có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy. Ngũ quỷ hung tinh có thể sẽ gây ra những hiểu lầm đáng tiếc, khiến cho tình cảm giữa hai người nảy sinh lỗ hổng. Bản mệnh chỉ cần bình tĩnh là có thể vượt qua được đòn lừa gạt của tiểu nhân, song tiếc là tuổi Hợi lại có những nỗi bất an trong lòng và chấp nhận tin lời người ngoài thay vì lắng nghe lời giải thích của người mình yêu. Mối quan hệ vì thế mà xuất hiện rạn nứt, đôi bên hoài nghi lẫn nhau. Vận trình công danh sự nghiệp cũng không khá hơn, con giáp này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn vào thời điểm đầu tuần khi mà những suy nghĩ chủ quan khiến bản mệnh mắc sai lầm. Phải chờ tới thời điểm giữa tuần trở đi, khi được thiên ấn mở đường thì mọi chuyện mới dần bình thường trở lại. Về phương diện tài lộc trong tuần khá khó khăn khi không có dấu hiệu gì cho thấy thu nhập của con giáp này đang ở mức khả quan. Tiền kiếm không được còn có nguy cơ mất mát khi mà kiếp tài có thể khiến cho bản mệnh lâm vào tình cảnh tiền mất tật mang. Trên đây là tử vi tuần mới từ ngày 8 tháng 3 đến 14 tháng 3 năm 2021 của bạn. Mong rằng những dự báo này sẽ giúp